Thì giờ bàn trên bàn mình đang có một dụng cụ khá là phổ biến là cờ lê móc. Cờ lê móc này hồi nhỏ tí là mình đã sửa xe đạp mình đã dùng rồi này. Thì nó có rất là nhiều kiểu cờ lê móc, thì đây là một kiểu được coi là phổ biến, phổ thông nhất, phổ thông phổ biến những người ra họ đóng họ quấn ở trong cái giấy giấy dầu như vậy để cho nó đỡ reset. Nó có rất là nhiều kích thước, các rưỡi của cái này nó chính là cái kích thước. Nhiều khi mình không quen đó, mình đi ra mình cứ bảo mua cờ lê móc về để mình vặn cái ấy ấy, cái ấy không biết là đấy nó là cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách để chúng ta có thể đi mua được cái này sao cho nó phù hợp. Thì cái này nó có rất là nhiều ứng dụng, nó là nhiều nhưng mà thực ra thì nó có hai ứng dụng cơ bản là chúng ta vặn các cái ốc đai ốc ấy. Giống như cái cổ của xe đạp nó sẽ có một cái đai, cái đai nó sẽ có một cái ba cái rãnh đối xứng nhau góc 120 độ, hoặc là bằng bằng cho các cái ổ bi á thì bằng sẽ cần đến cái này. Ổ bi đó như thế nào thì thực ra anh em làm được vòng bi anh em sẽ rành hơn mình. Nó sẽ có một vài cái đèn mình đang gỡ nó ra hết ra để nhìn nó đầy cái bàn á, nhìn nó đẹp hơn đó. Đó, mình thấy nó cùng thể nhưng nó sẽ rất là nhiều kích thước khác nhau. Thì nó sẽ dùng như thế nào? Thì các bạn dùng để các bạn mở góc đai ấy. Mình không có cái hình ở đây nhưng mà một lát nữa mình chọn video mình sẽ đưa cái hình đó lên. Thì bác sẽ mỗi một cái này như thế này ấy, nó sẽ mở cho một cái đai ốc, đai cổ đường kính bao nhiêu mm, từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Thì cứ một cái như vậy ấy, nó sẽ mở được cho một giải. Thí dụ như đây họ khắc ở đây là 95 đến 100 thì là tương ứng với cái tất cả các đai ốc mà có đường kính 95 đến 100, hoặc là cái vòng bi, cái đai vòng bi ấy, nó sẽ tương ứng với từ 95 đến 100. Thì nó có rất là nhiều vòng bi khác nhau và cũng rất là nhiều đai khác nhau. Thì kiểu của châu Âu người ta phải quy ước theo tiêu chuẩn, đai đó phải là theo tiêu chuẩn nào. Mình cũng không có thuộc bài đâu, mở vở đi cho nó nhanh. Thì trong tài liệu họ sẽ ghi sẽ là được tương ứng với lại cái nút ấy, cái đai ốc ấy, là DIN theo tiêu chuẩn DIN 1804, thì mình có giải thích rất là rõ. Cuối video này mình cũng sẽ giải thích cho các bạn luôn rõ từng cái tiêu chuẩn này. Và đối với lại anti-friction bearing bone á thì là DIN là 8981. Mình có giải thích rất là rõ ở phía sau, thì các bạn bỏ qua cái đoạn đầu này, nếu bạn cuối bạn sẽ tìm hiểu thêm về cái tiêu chuẩn DIN 891 thì nó quy ước như thế nào. Hay là cái cờ lê này thì họ sản xuất theo tiêu chuẩn là DIN 1810 form A. Như vậy nó sẽ có form B, form C gì đó nữa. Thì cái form A nó là như thế nào thì mình cũng có giải thích rất là rõ. Hoặc bạn vào trong trang web vinatool.com thì mình có viết ở trong đó, thì các bạn đọc nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà quay trở lại đi, thì phức tạp lắm, đó là kiến thức mang tính chất hàn lâm. Mình đi mua cờ lê về thôi, mình dùng thôi thì nó có rất là nhiều loại. Thì đây là một cái kiểu phổ biến là vì cái phần móc này nó đúc, nó cắt liền luôn, đúc liền vào đây. Nó có một cái loại khác nữa là cái đầu này nó ngắt ngót ngéo lắc léo để cho mình dễ luồn lách hơn, dễ bạn hơn. Nhưng mà nó cũng phải cho người rành sành chứ không sành là mình không quen dùng là mình cũng không dùng được. Thì cái kiểu này là kiểu cổ điển vì nó cắt đơn giản như vậy thôi. Loại nữa là loại nó sẽ có một cái chốt ở chỗ này, thì cái chốt này nó cái đường kính thì nó phải vừa cái chốt của cái lỗ trên cái đai ốc, thì cái đó phức tạp hơn. Như vậy thì khi mình đi mua cái cờ lê như thế này, các bạn chỉ cần mua theo đường kính thôi. Đường kính bạn ở nhà bạn đo được đường kính của cái đai ốc là bao nhiêu đó, bạn mua sao cái cờ lê sao cho nó nằm ở trong cái khoảng đó là được. Ví dụ như cây này là 45 đến 50, thì bạn ở nhà bạn đo ví dụ như 45 50, hoặc là 46 47 48 49 gì đó, thì ok, trong khoảng đó là mình sẽ dùng được. Về là mình sẽ dùng đè vô múc là được thôi. Hoặc là như cây ở đây có mấy sợi, 3 sợi, cái thước như cây nhỏ tí cho nên nó có rất là nhiều kích thước. Nó đây là 40 42. Đó. Ngoài ra còn rất là nhiều kích thước khác nữa, thì các bạn cứ vào trang web mình, hoặc là bạn cần catalog thì mình sẽ gửi cho bạn cuốn catalog như vậy. Thì nó sẽ có cái mã hàng ở đây, chiều dài của cái cờ lê và nó vùng dùng cho các cái đường kính cỡ bao nhiêu, như 12 14 16 120, thì rồi đến 205 đến 220 là vậy. Chứ mình sẽ không có nói chung, bạn phải cụ thể. Thì nó có cái mã hàng đây, bạn đọc cái là mình người bán là người ta sẽ cũng sẽ tìm ra thôi. Bây giờ thời buổi công nghệ thông tin nên là mình tra cứu nó cũng rất là nhanh. Thì sau cái liên đoàn clip này thì là cuối của video, thì mình có giải thích cái đó, thì các bạn cuộn đến cuối các bạn sẽ đọc từng cái tiêu chuẩn thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Trong trường hợp chúng ta làm về sửa chữa chúng ta cũng nên biết. Còn người mua hàng thì người ta không quan tâm, người đi mua hàng cho các bạn dùng, hoặc là người bán thì người ta chỉ quan tâm và hỏi cần mã nào, đúng đè đúng cái mã đó là múc thế là xong. Mã hàng ấy
Tiêu chuẩn DIN 981 là gì? Tiêu chuẩn DIN 981 là một tiêu chuẩn công nghiệp được đưa ra bởi Viện Tiêu chuẩn Đức để xác định yêu cầu kỹ thuật cho bu lông bạc đạn tự khóa. Bu lông bạc đạn tự khóa, còn được gọi là bu lông bạc đạn vít lốc kinh nứt, là một loại bu lông được thiết kế để tự khóa và giữ cho các thành phần khác nhau không bị lỏng ra trong quá trình hoạt động. Tiêu chuẩn DIN 981 đặc tả các yêu cầu kỹ thuật về kích thước, hình dạng, vật liệu và tính năng của bu lông bạc đạn tự khóa. Nó quy định các thông số như kích thước gen, hệ số chống xoay, sức căng, vòng đệm và các yêu cầu khác để đảm bảo tính đồng nhất và tương thích giữa các bu lông bạc đạn tự khóa từ các nhà sản xuất khác nhau. Tiêu chuẩn DIN 981 thường được áp dụng trong các ngành công nghiệp sử dụng bu lông bạc đạn tự khóa, như trong lắp ráp máy móc, thiết bị công nghiệp và hệ thống trục vít. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này giúp đảm bảo tính ổn định, an toàn và hiệu quả của các hệ thống và thiết bị sử dụng bu lông bạc đạn tự khóa.